Khi cái duyên quý vị và cái nợ quý vị có thì tự nhiên quý vị có chồng, nếu như quý vị muốn. Mà nó lại là cầu sanh cực lạc. Còn thí dụ như mà mình á, muốn có con thì tự nhiên mình cầu sanh cực lạc, nó cũng có con. Lạ vậy đó, tại vì cái duyên nợ nó còn, mà nó lại có cái hạnh cầu sanh cực lạc. Còn bây giờ người ta không có thích cầu sanh cực lạc, vì người ta nghĩ cầu sanh cực lạc là chết, nên người ta cầu có chồng thôi, người ta cầu thẳng trực diện luôn. Thì mình cho người ta cầu đó đi, cản người ta làm chi quý vị. Nên là từ bi hỷ xả là kệ, ta muốn cầu gì miễn ta lại 3000 lại được thôi à. Ôi ôi, bà lại xong quý vị, bà đi bại bại bại, đi bại bại bại, bà đến bà gặp những đồ tối, bà đi đến bà gặp, bà chặn đường rồi bà nói: dạ thưa thầy, con lễ hết 3000 lại rồi đó thầy ơi, mà con cầu nguyện có cái chàng công tử nào đến nó tìm con, chỉ có đúng một cái nguyện vậy thôi, mà con lễ con gán, hồi đó giờ con có lễ vật gì đâu thầy, mà con gán cố gắng con lễ, con nghe thầy nói hữu cầu tác ứng gì đó, thì con cố gắng con lại 3000 lại, con chỉ cầu vậy thôi, mệt chứ lắm con gán, mỗi lần mệt thiệt là mệt, con muốn xỉu luôn, mà con nghĩ ra cái chuyện lễ 3000 lại, có chồng rồi con cố gắng con lại thầy. Ơi thầy, bây giờ con xin hỏi thầy chừng nào có thầy á. Thì lúc đó Diệu Đức trả lời: ai biết. Bà nói: trời trời, con nghe này đó con muốn xỉu á. Đã nói lễ 3000 lại có chồng, bây giờ hỏi sao biết. Là sao thầy? Diệu Đức nói: thì ai mà biết, là không có biết bữa nào, nhưng mà chắc chắn có, nhưng mà không biết bữa nào nó đến. Cô về cô cố gắng cô niệm Quan Âm thêm, thì chừng nào nó đến thì biết. Thì bà cũng vớt xong 3000 lại rồi, giờ làm gì được nhau. Bây giờ mà dạch kinh Phổ Môn ra con không có nói được mình, tại vì Bồ Tát Quan Âm nói trong kinh Phổ Môn rõ ràng, vì dạch kinh Phổ Môn ra tụng thì biết liền gì đâu. Đó là bằng chứng là Phật Bồ Tát bị đi tìm Phật Bồ Tát bị đòi chồng đi. Đức nói là có trong kinh mà, Bồ Tát Quan Thế Âm nói là hữu cầu tác ứng, bị cầu cái gì được cái đấy, khi niệm danh hiệu của ngài. Thì những đức nói là bị cầu bị lại, thì bây giờ lỡ không được thì bị đi tìm Bồ Tát Quan Thế Âm mới bị đòi chồng. Không mà nhiều lắm mấy vị ơi. Cái chặng lễ là trước thời gian thì Đức đưa lên cái chương trình này, cái chương trình mà cầu nguyện này cầu nguyện kia, dữ lắm mấy vị ơi. Vậy đó mà lại xanh mặt xanh mày đó. Chưa từng lại mà lại xanh mặt xanh mày luôn mấy vị ơi. Rồi còn 1000 lại là có bà đó, bà lại bà gặp bà nói là: con đi lại chuyến này con không có cầu sanh cực lạc gì hết, con chỉ đúng một cái cầu là có một thằng con trai thôi. Nên bây giờ con 2000 lại mà con mệt dữ lắm. Con xin hỏi thầy là 2000 lại có được chưa thầy? Dực Đức nói: cái chương trình này nó tới 3000 đặng. Mà cô mới có 2000, cô chừng đó bị đê với chết bố. Nó cũng là vậy nhưng mà nó lái chút. Không, mình nói vậy phải giật mình chẳng. Mình nói: ôi trời trời, con nghe thầy nói cái mà con bây giờ con hết mệt rồi con gác. Con thì con muốn chánh thống chứ nó không có thể nào mà lái được thầy ơi. Nên từ nơi đó nó thì con muốn chánh thống thì cố gắng làm thì em ngào đó. Nó dạ con hứa thầy con cố gắng một lại con cũng không bỏ đó. Ông mà Phật tử ta nghe lời mình ghê nghe.
không mà nói nó đúng quý vị. Nó là 3.000 lại là cái nguyện. Cái nguyện người ta là cái đại chúng người ta đưa lên cái chương trình nó là như vậy. Nhưng Đức không bỏ một lại. Mệt gì mệt không bỏ một lại vì tin không? Khi những Đức lễ Quan Âm quý vị, mà cặp mắt như Đức nhìn dòng chữ, nhìn chút đó quý vị, là chữ nó tự nhiên nó giống như nó sàng chữ, giống như mà quý vị coi phim mà lúc mà ta nhìn vào cái môn võ công gì mà nó bay ấy. Iran luôn, tại vì như Đức nhìn quá nhiều quý vị rồi thì mệt hoa mắt rồi, như Đức nhìn nó nhìn một chút quý vị là tự nhiên chữ nó bay nó lạng chữ chết mồ, sao chữ nó bay dữ vậy trời. Này chắc là mình luyện được cái môn võ công gì mà nó thâm nhập thì sao nó bay dữ cái trời. Thì vị biết rằng nghe, có những lại như Đức lại rồi mà trong lòng như Đức nói không biết lại chưa, như Đức phải lại cái lại đó luôn đó quý vị, không bỏ một lại thêm luôn. Vì biết có những lại như Đức đọc mà nó qua hai lễ, như Đức phải bắt lễ từ đầu lễ lại luôn đó quý vị, không cho thiếu một lại. Dù mệt là mệt cũng phải lễ thêm chứ không bớt, chứ không phải là nhà Đức bớt đâu. Cái tâm mình vậy đó quý vị. Nó nên nhiều cô họ hỏi này hỏi kia mà nói mà trời, mình trả lời nhiều cái cũng mắc cười muốn chết. Nhất là cái bà đó mà nói 2.000 lại, mà nói đủ chưa. Đúng không? Chuẩn rồi đúng không quý vị? Chuẩn lắm. Bác chuẩn luôn. Nó nên á, vậy là mà cái chuyến này nhiều người ta đi đến đây á, người ta cầu nguyện sẽ có cảm ơn. Chắc chắn là vì luôn. Vì biết vì sao? Thật lòng cái tâm của những Đức nghe nghĩ rằng á, là bản thân mình bây giờ mình đã tu rồi, mình trong chùa rồi, cái phước duyên của chùa mình niệm Phật thì chắc chắn là lớn dữ lắm. 100% lớn dữ lắm. Cái người mà bên cạnh những Đức là duyên phước của họ là nó sẽ lớn dữ lắm. Tại vì cái cơ hội của họ quý vị, cơ hội tu phước tu duyên của họ lớn dữ lắm, rất là lớn. Cũng như Nhuận Quang ông nói một câu, Nhuận Quang nói một câu rằng cuộc đời con đi tu chưa bao giờ con dám tưởng tượng được mà con được làm một chương trình cùng với thầy chương trình này. Nên từ nên đó Nhuận Quang mà cũng giỏi đó quý vị, thấy không? Nhuận Quang giỏi đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là nhiều anh em á, ông bị tư tưởng như Đức ảnh hưởng, ông đều nói câu là không ngờ ở ngoài đời không có làm cái việc gì mà được gì mấy mà lại yếu ớt tính tình, không mạnh mẽ mà lại đi vô chùa để làm được những chuyện lớn trong cuộc đời, làm việc lớn trong cuộc đời quý vị. Rồi bây giờ những Đức với quý vị nó cũng cùng thờ, đây là cơ hội của chúng ta nữa nè quý vị ơi. Đừng có bao giờ nghĩ cái đời sau, hãy nghĩ đời này về cực lạc đi, đừng có nghĩ cái đời sau nghe. Trong kinh Vô Lượng Thọ bị tụng coi phải, Phật nói rằng là qua một đời khó tu càng thêm khó. Nó cùng thờ với một người mà chịu tu, đó là cơ hội quý vị đó. Cho quý vị biết cơ hội đó. Những Đức nói thiệt nha, mình là cũng là một người phàm phu thôi, cũng không phải là đúng hoàn toàn, có khi mình cũng còn sai. Nhưng mà về cái tâm quyết mà tu là của những Đức là nó mạnh dữ lắm. Tâm quyết tu là mạnh. Thêm cái mà đối với danh lợi với những Đức là không có nặng nề quý vị à. Nó thật sự một câu luôn á. Những Đức chỉ mong sao mà người ta được lợi ích. Người ta được lợi ích là mình thấy mình mừng rồi. Có nghĩa là cái tâm này trước ngôi tam bảo mình nói gì để Phật tử á quý vị nhớ, cái cuộc đời này của chúng ta đời này nè phải niệm Phật đi về cực lạc. Đời này phải niệm Phật về cực lạc. Quý vị thấy như cái cô bụng bự bụng to đó, mà ở nhà mà mấy thầy mấy chú nói ở chùa, mà trước khi bà đi nghe, bà niệm Phật, bà ngồi bà niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật rồi chào mọi người bà đi. Chỉ có cái duyên của bà là với mình nó hơi sao một chút, thấy không? Chứ nếu mà
những đức ở chùa đồ luôn là những đức sắp xếp này kia cho bà được thù thắng hơn. Thôi kệ đi, đường gì cũng được lắm rồi. Thì vị thấy một con người mà đau bệnh đến mức như vậy mà nhờ niệm Phật mới được như vậy, nếu không niệm Phật làm sao được gì quý vị? Không niệm Phật sao được gì? Đúng không? Vì thì cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn cứu khổ cứu nạn rõ ràng, mình không tu mà tu cái môn nào? Đúng không? Bởi vì nhìn từ ngay chỗ nhận đức bây giờ mà nếu nhận đức không phải niệm Phật thì đức làm cái gì? Đi tu chịu thua rồi. Không nhận đức mà nếu mà nói về mà không niệm Phật thì đi cúng thì cũng được, cái giọng này cũng tương đối cúng được á. À, giọng như đức mà ngăn nghe rồi cúng là cũng chịu làm là dữ lắm á. Nhưng mà nhờ niệm Phật á, thấy không? Nhờ niệm Phật mà được vậy đó. Không mà mình nghĩ hòa thượng mình ngày cũng rất là vui đấy vị, vui dữ lắm luôn á. Tại vì chùa chiền mà người ta về đông như vậy, hòa thượng bây giờ ngồi chỗ hòa thượng cũng thấy vui. Ngồi ngày cảm nhận rồi. Chùa chiền mình giờ ta tu quá trời tu mà đông người ta như vậy. Ao về. Ngày xưa tổ chức á thì hòa thượng còn thấy ví dụ như thầy chỉnh đi xuống đây tổ chức xong thầy về mất tiêu. Đâu phải là người ở trong chùa mình luôn đâu. Còn bây giờ đệ tử mình ở trong chùa mình luôn rồi thì đây là hình thành chùa mình luôn rồi còn gì nữa. Nhưng chương trình niệm đức tổ chức là hình thành chùa hòa thượng không? Còn ngày xưa là thầy là giống như khách đi đến tổ chức xong thầy chở về cái chỗ của thầy, người ta về đó hết chứ. Còn bây giờ mình đây là đệ tử trực diện ở trong chùa, người ta về chùa hòa thượng luôn. Đúng quý vị, đây mới là cái gốc. Ngày xưa chưa phải là cái gốc đâu, ngày xưa thì thầy về, còn bây giờ mình ở đây luôn. Nên cái điều đó là cái điều mà hòa thượng mình tuổi già của ngài rõ ràng, cả đời xây dựng có hậu. Cả đời xây dựng có hậu quý vị ơi. Nó nên bây giờ quý vị coi hòa thượng xây dựng lên bao nhiêu cơn ngơ vậy mà bây giờ người ta về người ta tu gì, đúng là xây dựng có hậu. Đúng không? Chắc chắn rằng là bao nhiêu vị mà cùng thờ tu với hòa thượng, người ta cũng ngưỡng mộ hòa thượng mình dữ lắm. Không có ai có hết. Quý vị coi hết đi. Không có vị nào mà có người đệ tử làm như vậy cho các ngài, không có. Các ngài cũng có cơ ngơi lớn nhưng mà không có. Cái chương trình tu mà ào ào về là không có. Nên những đức nói thiệt chứ, mình thì nói chuyện có khi cái câu nói mình cái nó không phải là nó quá gần gũi nghe. Chứ những đức nói thiệt chứ, như những đức là trả ơn cho thầy trên kia là đúng là quá trả ơn á. Tại phương pháp tu của thầy hết luôn mà, dùng trực diện y rang không thay đổi mà, dùng phương pháp tu và nuôi người già là thầy ngày xưa trên kia, đúng quý vị. Còn đến đây thì thí dụ như chùa chiền hòa thượng thì bây giờ mình đến đây mình trả ơn hòa thượng bằng cách là chùa thì xây lên cho người ta tu. Bây giờ mình rủ người ta tu được gì vậy rồi thì thầy không vui. Rồi đại lão hòa thượng Tịnh Không thì giảng tịnh độ, giảng kinh Vô Lượng Thọ mười mấy lần, chú giải kinh Vô Lượng Thọ 7-8 lần. Bây giờ mà lại đem tịnh độ trực diện mình hướng dẫn người ta. Nên tới đời của những đức áp dụng bằng cách là không phải giảng kinh theo các ngài, mà là mình trực diện đi đem tịnh độ đi thẳng vô cho công chúng luôn. Thẳng luôn. Còn nếu như bây giờ mà những đức mà tập giảng kinh nữa thì cái việc này y gan các ngài khởi đầu nữa. Bây giờ tới đời những đức là trực diện đi thẳng vào ngay tịnh độ xác thực cho người ta tu luôn. Là đi vào cái sự kết luận của cái người thầy đã đi qua. Mà cảm ơn các ngài là mình cho người ta nghe pháp các ngài để người ta nghe đó để người ta nhận thức được tịnh độ. Còn mình thì phải đưa cái pháp tịnh độ là một phương pháp tu, làm sao mà cho người ta áp dụng được phương pháp tu này mới là chính. Đúng quý vị. Thí dụ như bây giờ những đức nó thật sự là như các ngài giảng kinh chưa có vị nào mà nói là một phương pháp tu nào rõ ràng cho vị tu chứ, đúng không? Chỉ tán thán tịnh độ thôi chứ chưa có một phương pháp tu, đúng không? Nếu tại gia là quý vị chưa thấy phương pháp nào quý vị tu áp dụng được hết. Nhưng mà tới đời những đức là đưa ra phương pháp tu cho quý vị tại gia. Phương pháp tu tại gia cho quý vị luôn. Bây giờ mà những đức còn chỉ quý vị mà cha mẹ già ở nhà mua cái tivi cho cha mẹ coi là đây là một phương pháp số 1.
Chắc chắn quý vị luôn, người già họ đa phần đều thích nghe những đức giảng. Tại vì đức giảng gần gũi dễ hiểu. Chỉ cần quý vị làm con, quý vị ngồi nghe với họ vài lần cho họ quen thôi, sau này quý vị đi đâu làm họ cũng tự ở nhà bật lên coi. Cái việc báo hiếu của mình là vừa làm việc được mà vừa cho cha mẹ vui được luôn. Mà nghe những đức giảng là không có người già nào mà buồn bao nhiêu chứ nha. Họ cỡ mở tâm tư hết trơn à. Đó, cách này rất hay luôn. TV đâu có nhiều tiền đâu, câu mạng thì có sẵn rồi, câu vô TV bấm lên cái là coi rồi. Cha mẹ già cứ rảnh thì cứ ngồi mua cho cái ghế bố nữa, ngồi là ship luôn mà còn gì nữa. Báo hiếu cách đó đó quý vị, hay. Ai cũng báo hiếu được hết trơn. Còn nhiều người già thì ta về đây là ta đủ duyên rồi. Nhưng những đức nói với vị, cái số lượng của người quá đông này, rồi cỡ nào thì cũng đầy. Cỡ nào cũng đầy. Mình phải tính cái cách mà tại nhà người ta, con người ta báo hiếu cho ta được luôn. Cái cách đó đó. Còn dù chiếc điện thoại này nhỏ quá, người già coi không có đặc biệt. Không phải cái tivi á, cho người già họ coi. Vậy thì quý vị mà làm như vậy thì cha mẹ quý vị ở nhà, đúng là quý vị tạo điều kiện cho cha mẹ bị hay quá. Đi làm về rảnh bước vô bật lên, bắt đầu là ngồi coi với cha mẹ, để tập cho cha mẹ quen. Rồi lúc nào mà rảnh thì tập cho cha mẹ mình ngồi niệm Phật hộ niệm, cái điệu hộ niệm mà mình có quay phim đó đó, cho coi đi. Sau này là tại cái phòng của cha mẹ mình đó, là cái phòng đó là cái phòng hộ niệm luôn. Cái tivi đó đó, nhà đức ngồi hộ niệm luôn cho cha mẹ. Quý vị ngồi hai ba người là hộ niệm được rồi. Những đức nói một người quý vị cũng hộ niệm được. Tại vì nó có sẵn rồi, vì cứ những đức niệm câu bị niệm theo, vì hộ niệm cho cha mẹ mình thôi. Và mỗi ngày cho họ cái thời khóa tu là cái điều hộ niệm đó đó. Quý vị mà làm đúng như vậy đi, những đức nói quý vị có cơ hội báo hiếu cho cha mẹ tại nhà được rồi đó, mà không buồn. Tại những buổi giảng như đức nó quá nhiều, bây giờ coi hoài coi cũng không hết. Bây giờ cha mẹ bị coi thoải mái luôn, ngày nào cũng có chương trình mới. Với thêm nữa là bây giờ ngày nào những đức cũng ưa mà nói chuyện kiểu như bất chợt lên những đoạn ngắn ngắn, mà toàn là những cái quan trọng, kết duyên với người ta khắp nên nơi, nghe không? Nên cuộc đời những đức bây giờ là gì phải không? Bắt tay vào việc mạng truyền thông phát triển nè. Nhưng hôm qua đồ có mấy cái vị trí quay phim đó, là người ta lợi người ta quay phim mà người ta làm cũng đẹp lắm nghe. Tôi quay xong là người ta làm luôn, có cái viễn văn người ta đọc đồ, mà những trình lễ mình đưa lên hoành tráng lắm quý vị. Hoành tráng lắm, làm hay. Nó nên đồ bây giờ mà bấm lên mạng thôi, mỗi các trang luôn, cái chương trình dưới quân âm của mình giống như nó đầy luôn quý vị ơi. Thấy không? Đó là cái điều á, mà cái niềm vui lớn nhất của cuộc đời mình là đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu. Mừng nhất. Đem Tịnh Độ giới thiệu. Nhớ nghe quý vị. Cái việc này quý vị đi đến đây, dù quý vị có mỏi mệt gì một chút, nhưng mà cái việc đi vì nó xứng đáng vậy lắm. Nó rất là xứng đáng trong cái cuộc đời quý vị luôn. Bây giờ bản thân mình khó khuyên ai niệm Phật, mà ông thầy ông khuyên người ta được gì, mình chỉ cần ngồi ở dưới mình ủng hộ thôi. Cái việc này nó quá hạnh phúc rồi còn gì nữa quý vị. Đúng không? Rồi lay quay rồi tới khiếm thị 12 tháng 10. Đúng không? Ngày thứ 6 nghe. Ví dụ như mỗi người trưởng đoàn á, mỗi người trưởng đoàn quý vị cũng có duyên. Có duyên với một cái nhóm của mình á. Thì nguyên một cái nhóm những người trưởng đoàn, thì người trưởng đoàn cái đưa lên chương trình khiếm thị vậy vậy tại chùa tổ chức. Các chị em nào cổ ích lòng nhiều tùy tâm cùng chung tay với nhau để chúng ta ngày đó mình lợi mình cho tiền người khiếm thị. Nó phải có cái đầu dẫn dắt. Việc những đức làm là những đức đã làm rồi, những đức cho quý vị làm vậy đó. Rồi tất cả chị em là người ta trưởng đoàn thì mình đi chung với người ta là mình phải hoàn toàn tin tưởng. Còn không tin thì đừng có làm, còn làm thì đừng có nghi. Làm thì đừng có nghi, mà nghi thì đừng có làm. Thấy không? Thì chị em kết hợp lại để có người cầm, xong bắt đầu là bao nhiêu tiền cái mình đưa lên chương trình là chúng ta đã
quyên góp được bao nhiêu tiền như vậy. Và đổi ra chương trình kỳ này, chúng ta cho một người được 20, 30 hay 10 ngàn gì đó, rõ ràng thì chị em cùng đi ngày đó là cho tiền người khiếm thị. Không, cái việc như Đức làm là mong cho người ta lợi ích thôi quý vị ơi. Còn nó thiệt mạnh dạng một câu là chương trình khiếm thị 4 ngày những Đức để dành tiền đủ. Đủ chương trình khiếm thị. Chương trình khiếm thị là những Đức đủ tiền làm rồi đó. Nên quý vị khắp nên muốn cúng dường thì cái đó là hùng duyên, hùng phước. Những Đức làm việc khác. Còn cái việc chương trình khiếm thị là những Đức đủ tiền làm. Nên cái đưa lên chương trình là 4 ngày sau mà người ta đưa những Đức, những Đức cắt nghiêng nghiêng vậy đó, là đủ làm chương trình khiếm thị. Còn việc mà nhà chùa lo này kia thì mấy cô tự sắp xếp hết trơn, những Đức đưa hết trơn. Nhưng lâu lâu chút ít những Đức bỏ vô chỗ đó cắt vậy đó. Mà 4 ngày cũng đủ làm chương trình khiếm thị, vậy thấy không? Cái việc mà làm việc cho công chúng nó thù thắng lắm quý vị ơi. Hãy làm chân thật, làm đúng 100%, thì cái phước duyên quý vị là cộng lực mà sanh phước. Cộng lực mà sanh phước. Quý vị cứ làm sao mà tặng đáy lòng, quý vị làm đúng 100%, quý vị khỏi cần sợ ai nghi. Ai nghi người đó có tội. Cứ làm đúng lương tâm vậy đi. Quý vị làm sao mà cái gì của mình thì mình dùng, còn cái gì mà cái dính vào cái công chúng là đừng có bao giờ một cái gì không phải. Còn ai nghi gán chịu. Thấy không? Đó. Nên quý vị nhớ nghe cái câu này rất là quan trọng trong cái cuộc đời chúng ta nè. Tất cả sự khổ đau, sự buồn phiền gì trong cuộc đời, con người phải nhớ kỹ, thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nhớ nghe. Khổ gì chồng, khổ gì nghèo, khổ gì bệnh, tại sao? Thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Vì cuộc đời con người ai cũng chết. Có ai tồn tại hoài đâu mà không qua. Hiểu không quý vị? Có nghĩa là có một ông quan này, ông học Phật, thì ông hỏi một người này, ông giải thích cho tôi nghe một câu mà để cho tôi gọn nhất, để tôi dễ nhận thức nhất, để tôi phát tâm tôi tu. Trong vòng 3 ngày ông phải tìm ra một câu đó cho tôi. Ông này ông đi vòng vo tám quá, hỏi bao nhiêu con người không thể nào ai nói một câu ngắn nhất cho ông nghe được. Cuối cùng ông đói bụng quá, ông vô tiệm hủ tiếu gõ gõ không ăn. Mình nói hủ tiếu gõ đại đi, là quán cốc quý vị. Ông vô ông ăn xong, ông ngồi ông ăn, mà ông ăn vô buồn. Nhà vua đưa lên 3 ngày, quan đưa lên 3 ngày mà bây giờ mà không tìm cái câu nó, cái câu giải đáp đó thì sao đây? Cuối cùng ngồi ông buồn, ông ăn không vô. Xong ông kia ông hỏi, ủa sao mà ngài ăn mà sao ông ăn đi? Nói là bây giờ ông quan á, ông kêu đi tìm hiểu cái câu gì đó cho ông. Thế cuối cùng cái ông mà bán hủ tiếu gõ này, câu này là ông đơn giản thôi, ông nói, ông cứ trả lời cái câu là thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Thì cái ông kia hỏi, ủa sao nói câu này? Là bây giờ ông làm quan cũng sẽ qua thôi, ông nghèo cũng qua thôi, ông làm vua cũng qua thôi, đẹp cũng qua thôi, xấu cũng qua thôi, có chồng cũng qua thôi, không có chồng cũng qua thôi. Vậy thì ông nhận thức cuộc đời, ông tu hành là đúng rồi, cầu giải thoát là đúng rồi, vì mọi việc đều sẽ qua hết. Đúng quý vị? Ai hận thù, ai trách móc, ai ghét ai gì rồi cũng qua hết. Không lẽ ở đó hoài ra sao mà còn. Nó đều qua hết chứ quý vị ơi. Rồi 3 ngày lại Quan Âm cũng qua. Đúng quý vị? Ăn ngon cũng qua. Cái gì cũng qua hết quý vị ơi. Quý vị thấy, quý vị cũng đã từng mới có chồng, bây giờ cũng qua. Bao nhiêu cái niệm ấm chăn im cũng qua. Không? Nhớ hồi xưa mới có chồng không? Cũng hạnh phúc mặn nồng ghê lắm, đúng không? Rồi bây giờ những hạnh phúc đó có còn đâu. Quá ơi.
Dư âm, nó dư âm mà làm đau khổ người ta đó quý vị ơi. Những cái dư âm đó mà bây giờ bị mất mát đi, nó làm mình đau khổ. Nên Phật nói là xa lìa khổ là từ cái dư âm mà ra. Nên mình dùng cái câu là thôi kệ rồi, mọi việc cũng sẽ qua, nó qua hết chứ. Con bất hiếu cũng qua. Động lại cho chúng ta một câu A-di-đà Phật để cầu giải thoát, đúng không? À, nên cái buổi chia sẻ này mình nhớ cái đoạn này cực kỳ quan trọng luôn nè. Tại vì sao? Nếu mình hiểu được nguyên lý này thì tất cả chúng ta sẽ không bao giờ khổ nữa. Vì sao? Rồi mọi việc cũng sẽ qua, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình phải động lại cái gì để mà mình cầu giải thoát, để nó không còn khổ nữa nè. Đó là cái pháp tu tịnh độ, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vậy cực lạc nó mới hết khổ quý vị. Bây giờ quý vị ở đây làm vợ làm chồng, người ta bị điều khổ, thấy không? Dương Ngọc Thái nói một câu á, chắc chắn Dương Ngọc Thái là ca sĩ Dương Ngọc Thái là họ biết về cái khổ đó. Họ nói một câu đó rõ ràng, vợ mà nghe cũng có khi mà không hiểu gì mấy là cũng hơi buồn buồn. Vợ tôi cũng giả, nếu cho tôi chọn, nếu cho tôi chọn bây giờ tôi là một thanh niên chưa có vợ, tôi sẽ chọn đi tù. Dương Ngọc Thái nói rõ ràng mà. Mà là ca sĩ cũng nổi tiếng, cũng có điều kiện. Mà Dương Ngọc Thái có điều kiện lắm á quý vị. À, nhà cửa đồ cũng có, bàn thờ thờ Phật đồ dữ lắm á. Mà anh đó cũng biết Phật pháp nhiều á. À, nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng á, mà còn nói câu vậy có nghĩa là trong cái lo của họ vẫn có cái khổ, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó cái cõi đời này còn mang thân, còn ở cõi này dù giàu hay nghèo, đẹp hay xấu đều khổ. Mà khổ nói không hết, nói hoài nói cũng không hết. Chấm dứt cái khổ chỉ có ở cực lạc. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni người nói ta bà khổ, khổ không nói hết, cực lạc vui vui chẳng nghĩ bàn. Cho mình chọn rõ ràng rồi còn gì. Rồi quý vị coi, quý vị lễ Quan Âm Bồ Tát mà nó có những lúc nó mệt, không tưởng tượng được mà trong cái khổ nó có cái vui. Quý vị suy nghĩ rõ ràng không? Quý vị làm những việc bị mệt vì dễ sân si nghe, ghiêng lại Quan Âm không sân si. Mệt gì mệt không sân si. Ai bắt quý vị lại mà sân si? Người ta chỉ phiên quý vị chứ ai bắt buộc. Không có một cái luật pháp nào mà bắt buộc chúng ta mà phải lại Quan Âm hết chứ. Nhưng mà do mình phát tâm mình đi lại mà sân si gì. Bởi vì thấy cái việc thế gian làm vợ làm chồng lo cho gia đình lại sân si. Lại sân si và lại tính toán. Nhưng riêng cái việc mà lại Quan Âm, quý vị thấy mệt cỡ nào mệt không dám sân si. Những đức mệt quá trời luôn, những đức có dám sân si đâu. Lễ mà mệt thiệt mệt mà gán cố gắng mà. Ừ. Thấy chưa? Tại vì sao? Vì nó cảm giác gì lạ lắm, không diễn đạt được quý vị ơi. Ừ. Nghĩa là ghiêng lại Phật lại Bồ Tát là không có sân si được. Ngộ vậy đó quý vị ơi. Làm như trong cái danh hiệu các ngài có một cái nguyện gì lạ kỳ lắm. Mà khi bị lại danh hiệu các ngài quý vị cũng có sân si. Nhưng mà làm việc khác mệt là sân si. Cả làm công quả có khi nó cũng sân si nữa. Đừng có nói chuyện làm thế gian. Nhưng mà chỉ có niệm Phật, niệm Bồ Tát, lại Bồ Tát là không sân si. Đúng là hay thiệt. Ờ. Bởi như Đức nói vì ở nhà đừng có bỏ hai thờ công phu. Bỏ hai thờ công phu là sân si á. Mà vì bỏ hai thờ công phu vì sẽ nghe không nghe những Đức giảng được đâu. Ừ. Tại những buổi giảng như Đức là đi vào trọng tâm của hai cái thờ công phu. Mấy vị bỏ hai thờ công phu thì nghe không có hồn. Đó nên phải nhớ kỹ nghe. Xong 3 ngày rồi nay thấy rồi đó. Thấy không? Nói mấy vị thấy những Đức là mấy vị thấy rồi đó. Thấy không? Trời ơi, không có cái hơ của ai mà đến mức như vậy đâu quý vị ơi. Ừ.
mấy chú qua gặp hòa thượng này nói một câu: ông này à, nên là kinh khủng quá. Nên từ nó đối với vị, cái này chỉ là một cái chân thật. Những đức nói thiệt nha, người ta không dám phát tâm chứ thật sự thì người ta cũng làm được. Thật sự là không dám phát tâm quý vị, không dám tin luôn á. Nhưng mà mình là do dám làm quý vị ơi, chứ không phải là hay ho gì đâu. Mình dám làm quý vị ơi. Chứ quý vị coi á, như người ta là người ta nằm cái bẹp chỗ đó liền. Nhưng mà những đức cứ nghĩ mày gán lên, gán lên. Vì bao nhiêu con người gán lên, gán lên, gán lên. Cứ là động viên mình gán lên, Bồ Tát ở giang hộ cũng gán lên. Cứ vậy không à. Nên trời ơi quý vị ơi, có khi mà quý vị biết còn 30 lại thôi nghe quý vị. Những đức mà nói thôi trời, giống như chùm hổm. Lại chùm hổm quý vị ơi. Chùm hổm vậy đó. Nó mình nghĩ không lẽ giờ mình té cái rầm. Không lẽ mà tối té cái rầm. Coi lại một cái nghe bị nghĩ là cái chương trình mình đó. Của nói người mà. Nó cái cảm giác cái lúc đó quay lại quý vị. Ôi ôi cái cảm giác lúc đó nó quay lại nó kinh lắm quý vị ơi. Mà những đức tin chắc nhiều người cũng hồi hộp. Nhìn những đức bị thấy hồi hộp quý vị ơi. Có nhiều người nhìn những đức người ta sẽ không dám tin thầy làm được hết đâu. Ai cũng hồi hộp à, ngoài chơi cũng hồi hộp luôn à, nó hồi hộp chứ. Coi thấy quá trời hồi hộp. Tại vì thấy mình như hôm qua đó quý vị biết không. Cái lúc mà cho máy á, những đức ngồi không lẽ những đức nằm tại chỗ chứ không phải ngồi. Nó mệt á. Ôi con người nó giống như nó bủng rủng tay chân á chứ mà nói gì đâu mà. Nó mệt mà đúng ra mình đang tặng máy cho người ta vậy là nó hưng khởi, nó vui lắm quý vị ơi. Mà nó mệt mà nó lơ đơ mà nói trong bụng tờ kiểu này mà lại Quan Âm mà 2-3 lại chắc mà gục ngã luôn chứ mà sao mà đuối quá trời đuối trời. Vì mà vô cứ lễ 500 lại xong rồi mọi việc cũng sẽ qua. Đúng quý vị. Một đời người sẽ qua, nếu như quý vị không niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị cũng sẽ qua một đời ủ phí. Và bây giờ quý vị niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị sẽ sống một đời đặc biệt vui vẻ trong một gia đình mà lại có hướng về cực lạc. Quá tuyệt. Đúng quý vị à. Bây giờ người giàu nhất trong cuộc đời này luôn, bây giờ họ không cầu sanh cực lạc, cuối cuộc đời họ gần chết đi đâu. Bị muốn lên hay muốn xuống? Hiểu không? Bị muốn lên. Nó lên. Muốn xuống thì xuống. Hiểu không? Tại vì bị chọn lựa đi. Nên khi lễ á, hoặc á là tuyệt đối phải đưa lên. Lên. Đừng có xuống. Nhớ kỹ nghe. Lúc nào cũng vậy nè. Chứ đừng có mà à. Tuy còn quen. Ông quý vị công nhận quý vị lễ Phật lễ Bồ Tát nó hay tí ghê. Cái tâm quý vị nó thiệt nha. Những đức nó thiệt. Mình cũng còn khỏe chứ không phải là già cả gì. Mà bây giờ những đức nói nghe, lễ Phật lễ Bồ Tát lúc mệt đó quý vị. Những đức nói thiệt, có đem một người nữ đẹp đến mức mà như tiên đem lại trước mặt những đức. Những đức cũng nói bà đi ra chỗ khác cho tôi. Đi ra chỗ khác. Ờ quý vị ơi, nó mất sạch luôn. Nó không có còn một cái nghĩ gì. Bây giờ là tôi muốn lại Quan Âm. Bây giờ là tôi sắp chết rồi. Bây giờ ở đây làm cái gì? Đi ra chỗ khác. À, như nên những đức nói bị nghe là cái tâm mà lúc đó là nó gì nè, nó lên cực lạc quý vị, thấy không? Còn cái thân mình thì à. Thân mình kiệt sức à. Cái thân thì kiệt sức quý vị,
Ừ, còn cái tâm thì nói gì nữa quý vị ơi. Rõ ràng đúng là lễ Phật lễ Bồ Tát hay ghê thiệt trời. Cái tâm gì đâu mà hừng hực lên cực lạc không à. Mà mệt gì mệt nghe gì cực lạc ghê thiệt chứ. Còn cái thân của mình thì ghê không. Còn con người mình mà nếu mình mà không tu nghe quý vị, cái tâm mình nó về cực lạc yếu, nhưng mà cái thân mình thì trời ơi nó kinh khủng thì quý vị ơi. Nó thấy không, nên chỉ có tu hành thì cái tâm khác nó mới dẹp bớt được. Chỉ có tu hành thì những cái loại tâm kia nó mới dẹp bớt. Giảng cái này là thôi số 1. Giải thích cái kiểu lên xuống này ghê quá. Nhiều cô dưới chắc cũng hiểu nhiều thứ loại. Nhiều cô dưới hiểu nhiều nhiều thể loại. Nên khi lại Quan Âm này về á, mà về mà gặp mấy ông chồng nó ở nhà á cô, mình mà gặp nó cái là trong lòng mình nói thôi được rồi. Mày là tao mệt mỏi lắm. Thật sự mình nói nó mất tiêu hết sạch cái tâm luôn quý vị. Nhưng mà là do họ, mình không có quyết định được thôi. Mình phải chịu thôi chứ thật sự thì không có còn cái nghĩ ngợi gì. Còn mấy ông thì những đức nói bảo đảm luôn. Mấy ông thì chịu thua. Thấy không? Về mà vợ mình lết lết lỡ gần là mồ quan đi âm Bồ Tát. Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con tay qua đã gọi. Còn mấy bà đấy, Quan Âm gia hộ cho con qua cơn bão bùng quá. Không bị nguyện cái là tự nhiên đứng đi mất tiêu quý vị ơi. Tại vì lễ 3.000 lại cảm ứng chứ. Vừa gặp cái trường hợp đó, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát cho con qua cơn bão bùng đi. Tự nhiên ổng nói sao kỳ cục, sao thôi mình phải đi chỗ khác, không có được cái gì chứ. Hiểu không? Một có cảm ứng với việc không phải chuyện dẫn đâu. Đó, nó nên những điều những đức chia sẻ nó rất là xác thực. Hiểu không? Để quý vị áp dụng một quá. Áp dụng một quá vị tu thì vị mới thấy rằng cái việc mà niệm Phật niệm Bồ Tát rất hay. Công nhận không? Đó, vậy thì lễ với Di Đà chúng ta quyết tâm cố gắng. Nghe không? Cái lễ vía mà đặc sắc trong cuộc đời chúng ta vì mình niệm Phật về cực lạc mà. Quyết tâm về cực lạc vậy ơi. Đời này mới về cực lạc nghe. Giàu nghèo đẹp xấu gì cũng phải về cực lạc quý vị ơi. Rồi chương trình hôm nay chúng ta chia sẻ đến đây thôi quý vị. 10 giờ chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ và cầu an cho toàn thể chúng sanh trên quả địa cầu này được bình an, trong đó có tất cả chúng ta và những người ghi giấy cầu an trong đây. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người ghi giấy cầu siêu để đây, và tất cả chư hương linh chết mà chưa được siêu thoát đều được hồi hướng công đức này. Nguyện thần thức quý vị tỉnh táo sáng suốt, nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí nhờ cung, tự thực biến thập phương nhật tiết Phật tự cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết,
Ngà đặng dự Phật tử giai cộng thành Phật đạo, như đăng ngô tình chung, ngã kim thi nhự cung, thự thực biến thập phương, nhất thiết hộ tình cộng. Nguyện dị thử công đức vô cập mơ nhật tiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đăng cô hồn chung, ngã kim thi nhự cung, nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị thử công đức vô cập mơ nhật tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. À, nhớ là tất cả những người bệnh đau, ung thư, bệnh này bệnh kia, hoặc mình yếu đuối, hoặc là mình sống mà không được vui vẻ, vì nhớ cái công đức phóng sanh này giúp chúng ta vui vẻ. Phật dạy mà, cái công đức vô ý thí là giúp cho mình bình an. Và con người thường nhút nhát cũng từ cái công đức phóng sanh này giúp cho mình mạnh mẽ, quyết đoán, nhớ kỹ. Nên chúng ta đã biết đạo rồi, con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không dám giết, vì mình biết đó là tội sát sanh rất là nặng. Vì phải nhớ rằng là gia đình nào mà tạo nghiệp sát sanh, chắc chắn gia đình này sẽ không bao giờ giàu sang mà thịnh vượng lâu dài. Mà khi mà nó sụp đổ một cái thôi thì tiền mất tật mang. Mà thường là gia đình sát sanh là đa phần con bất hiếu đến, nó quậy phá kinh khủng lắm, phải nhớ kỹ nghe.
Nên người mà nghe đạo rồi nếu mà tin là thà chuyển nghề sớm trước thời gian khi quả báo đến. Khi quả báo đến rồi khó, cực kỳ khó. Nhưng quý vị cũng nên chân thật quay đầu niệm Phật. Nên cái công đức phóng sanh này lớn lắm quý vị nhớ. Nên chúng ta muốn cầu an cho người thân hay cầu siêu cho người thân, hay là mình mừng thọ cho ông bà cha mẹ cũng từng ăn chay, đãi đầu chay phóng sanh mới là đúng mừng thọ. Còn nếu như mừng thọ mà sát sanh cúng là không phải mừng thọ đâu. Người tuổi thọ kéo dài là do ăn chay phóng sanh. Mà bây giờ người này được tuổi thọ, mình mừng thọ mà mình lại sát sanh thì nó đi ngược lại lời Phật dạy, nó không đúng, không phù hợp. Nhớ kỹ. Nên người bệnh đau ung thư này kia nên phát tâm niệm Phật, ăn chay, phóng sanh. Đây là cách giải nghiệt và hết bệnh. Rất là hay. Nhớ nghe. Giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim quý vị. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh, quy tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim quý vị. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.